Như cô ba anh chị đã biết, mật ong hoa bạc hà có rất nhiều công dụng và có thể sử dụng cho mọi lứa tuổi mỗi khi cần thiết. Nhưng để mua được một sản phẩm chất lượng và an toàn thì ngày hôm nay Khâm xin phép được giới thiệu đến quý cô ba anh chị sản phẩm mật ong hoa bạc hà cao nguyên đá Hà Giang do chính người dân bản địa, người Hơ Mông nơi đây nuôi dưỡng và chiết xuất ra. Khâm cũng đã có những video giới thiệu về sản phẩm cũng như là nguồn gốc. Quý cô bác có thể ghé trên kênh xem lại những video đó. Hiện tại trên kênh Khâm đang bán mật ong hoa bạc hà với giá 550.000 đồng một lít và free ship từ 2 lít trở lên. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý cô bác anh chị cho kênh. Bây giờ mời cô bác anh chị tiếp tục xem video. Em thấy em vẫn cho vào nhà nấu cơm ăn. Em nấu hay là vợ nấu? Vợ nấu rồi. Vợ biết nấu chưa? Biết mà. Biết nấu cơm nữa gì? Thế bây giờ đi nấu cơm đi xem nào. Xem biết nấu chưa? Quay cho cô bác xem luôn. Mua món à? Mua món á? Sài sài mà. Mua món kiểu mày nên giỏi đói không món. Không xem lần này về là biết làm việc chưa, biết nấu cơm, biết quét nhà chưa thì còn sẽ phải xem xét. Bây giờ các bác cũng góp ý nhiều lắm. Bây giờ là muốn các bác, nhiều bác là muốn lúa lấy vợ mới cơ, vợ ai cơ. Thật sự là như thế đấy. Có muốn lấy vợ ai không? Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Ngày hôm nay lên với nhà lúa em ấy, thì các bác có xem qua video trước thì cũng biết rằng là sau khi mà kết thúc cái hôm mà Khâm lên trao cho lúa em 100.000 đi ma chay thì đến cuối anh em mình di chuyển đi về, mặc dù khá là muộn rồi, 12 giờ trưa rồi, nhưng mà lại gặp một nhân vật mà tất cả mọi người cũng quan tâm là vợ của em lúa các bác ạ. Thì vợ em lúa về thì chắc có lẽ là không ngay nhân tiện ngày hôm nay ở đây Khâm sẽ ghi thêm một đoạn video nữa để cho cô bác anh chị được biết về sự tình cũng như là cái thời gian mà vợ em lúa bỏ đi khá là lâu, thì hiện tại bây giờ quay trở về thì hai vợ chồng đối diện với nhau như thế nào. Thế bây giờ như nào, bây giờ vợ về rồi như nào, vui không? Không vui, lắc đầu, vẫn cười đấy thấy. Đấy, hôm nọ là các bác xem video là biết rồi đấy, là lên Khâm đấy thấp thoáng ở ngoài đường rất là giống vợ. Bây giờ vào nhà, vợ đến nhà rồi, có cho vào nhà không? Cho mà, muốn cho vào. Đấy, thế cho vào, gọi bảo vợ vào nhà đi. Ê, em có phải ra chủ đâu. Đi vào nhà đi. Cũng đi được bao nhiêu ngày nhỉ? Một tháng rồi. Một tháng rồi nhờ. Đấy, hơi lâu rồi đấy. Một tháng rồi không thấy em lầu luôn. Xem nào, em là vợ, có khi là đi vào nhà đi. Có khi anh nghĩ là vợ của lúa là về trước rồi, bởi vì sáng nay lúc anh lên anh thấy thấp thoáng rồi. Thấy nên lúa ngồi ở đâu, ngồi gần vợ đi, lâu không ngồi gần vợ à? Bất ngờ quá nhở, thật sự là bất ngờ đấy. Nhìn gì mà nó mở này, nằm một plot thì nó rất lo nó. Plot thì nó mau nó rất lo nó. Vợ gì đấy, hỏi chuyện gì đấy, hỏi vợ à... xem về bao giờ, hỏi à... xem nào, về bao giờ rồi? Nằm bao giờ tan lo nè. Chờ tanh lo nè hả? Nhưng vợ thì chờ tanh à, vợ. Nhưng vợ chỉ thôi nè. Vợ bảo là 4 giờ sáng thì vợ về hả? Ui dồi, 4 giờ sáng về rồi. Và... về cứ loanh quanh trên này à? Không, và... không thấy vào nhà từ và... 4 giờ sáng. Và... đi được một tháng, bây giờ quay trở về. Chắc là không thấy em đi đón. Và... thế từ trước đến giờ đi bỏ đi lần nào chưa? Chưa. Lần này lần đầu tiên. Vâng. Bỏ đi xong tự về. Vâng. Thế bây giờ về rồi không cho vào nhà không được. Nhưng mà em thấy thì em cũng cho vào nhà nấu cơm mà. Em thấy em vẫn cho vào nhà nấu cơm ăn. Em nấu hay là vợ nấu? Vợ nấu rồi. Vợ biết nấu chưa? Biết mà. Biết nấu cơm nữa gì? Thế bây giờ đi nấu cơm đi xem nào. Em biết nấu chưa? Quay cho các bác xem luôn. Mua món à? Mua món á? Sài sài mà. Mua món kiểu mày nên giỏi đói không?
không xem lần này về là biết làm việc chưa, biết nấu cơm, biết quét nhà chưa thì còn sẽ phải xem xét. Bây giờ các bác cũng góp ý nhiều lắm, bây giờ là muốn các bác, nhiều bác là muốn lúa lấy vợ mới cơ, vợ ai cơ, thật sự là như thế đấy. Có muốn lấy vợ ai không? Vợ về cái vui vẻ, vợ không về thì vợ hai anh không muốn lấy. Lại hai anh không muốn lấy là sao, anh có lấy gì đâu? Anh lấy vợ hai thì anh sợ nhưng vợ cố thôi. Lấy vợ hai thì sợ sao? Sợ như vợ cũ. À, sợ như vợ cũ á? Và... vợ cũ, thật sự là... Nói chung là không biết là nên vui hay buồn. Từ cái lúc mà vợ em lúa bỏ đi thì Khâm cũng có một câu tâm niệm đến bây giờ, tôi không biết là lúa em nên vui hay buồn. Và hôm nay lại sau một tháng quay lại thì phải nói thẳng ra là cũng không biết nên vui hay buồn thay cho lúa em. Nhưng mà lúa thấy vợ về là cũng vui đấy nhở. Anh thấy lúa là lại tươi hơn. Chứng tỏ là cũng phải dành tình cảm cho nhau. Các bác kể cả có những cái cảm xúc tiêu cực về em Lầu hay là bất cứ một cái gì không yêu mến em Lầu, từ những cái trước khi Khâm chia sẻ là để mất con, rồi là bố vợ là cũng hay là thi thoảng là lại dùng chân động tay với lũ em, thì cái hình ảnh của em Lầu bị khán giả chê trách và lên án, thì không nghĩ là nếu mà có lên án thì chỉ lên án bố vợ là người, một người bình thường nhưng mà lại có những cái hành động chân tay thô lỗ bạo lực với em thì là không được. Và còn em Lầu thì là số phận sinh ra là như thế rồi, không ai muốn là sinh ra là đầu óc mình ngồi ghế đi, không ai muốn mình sinh ra đầu óc là có vấn đề cả. Nhưng mà là do gen rồi, gen từ thời mẹ rồi đúng không? Đúng. Anh trai cũng bị à? Anh trai cũng bị thế. Anh trai bị, rồi là mẹ bị, rồi là em Lầu cũng bị, thành ra là mới như thế. Đấy. À, bây giờ vợ về là chồng nãy cũng hỏi biết nấu cơm chưa, hôm nọ là cái lần bỏ ra đi cũng chỉ vì nấu cơm thôi. Đi làm về mệt, vợ không nấu cơm, cãi nhau, vợ đi. Có lẽ là đi về ngoại học nấu cơm, xong quay lại, xong quay lại nấu cơm cho lũ em à. Ngày hôm nay không nên chia sẻ thì để cho các bác biết là vợ em lúa đã quay trở về. Đấy. Xem là biết nấu cơm như nào. Hôm nọ đun lửa là cho vỏ cây ngô vào nhiều quá, cháy hết gần lên đến cái sàn như kìa. Em phải nhắc vợ nhá. Sợ lắm đấy, nhiều khi là cứ bao nhiêu củi, bao nhiêu rơm là cứ cho vào là sợ. Cháy nhà được đấy, không đơn giản đâu, nói thẳng ra cho em biết. Thế còn nhiều khi nói ẩn ý là em không hiểu được đâu, phải nói thẳng ra là đun lửa quá to thì sợ nó bén đi là cháy nhà. Phải nói thẳng ra cho em biết nhé. Nên là cũng phải để ý. Vợ nấu cơm được nhưng mà cũng phải xem nhé. Biết nấu cơm từ trước đến giờ, nấu cơm bao giờ chưa? Nấu rồi mà. Nấu rồi, thế sao trước em bảo là vợ không biết nấu? Mà em bảo về nấu cơm thì về nấu một ngày thì nấu một lần đó. Vẫn biết nấu thôi gì. Nhưng mà em đắp tay thì em vào nấu cơm với ra ngày. Thế vợ về cứ vui vui thế nào nhỉ, khởi nhà. Vợ về là thấy tươi hơn, chứng tỏ là nói thẳng ra là con người là ai cũng có tình cảm hết thôi. Mới đi là lên là buồn lắm. Kể cả không có tình cảm nhé, nói thẳng ra là kể cả chưa có tình cảm với nhau mà ở với nhau được 2 năm rồi nhỉ? Nào. Ở với nhau 2 năm nhé, đã từng có con với nhau, tất cả mọi thứ, sinh hoạt với nhau, đi làm, mặc áo đôi, tất cả mọi thứ, Khâm nhìn ra hết, những cái ý, những cái nhỏ nhỏ vụn vặt Khâm cũng nhìn ra hết, chứ không phải là không có tình cảm.
kể cả không có tình yêu chẳng hạn, nhưng mà tình nghĩa ở với nhau là có đấy. Một ngày ngày vợ đi là cũng thấy buồn lắm, và ngày vợ về thì trông nét mặt là cũng thấy vui vui vẻ. Cho nên là trong cái nội tâm của con người mình là những người đi quay, mình là những người đi tìm hiểu, không nghĩ là sẽ không khai thác hết được. Con người trong nội tâm con người của bất kỳ một người nào, không chỉ riêng lũ em đâu đấy. Vợ về nấu cơm cho gái cười luôn đấy. Nhưng mà bây giờ em dự định như nào? Tóm lại thì nói chuyện thì vui thì vẫn vui, tiêu táo thì vẫn tiêu táo, nhưng mà bây giờ quay lại cái dự định của em thì như thế nào? Bây giờ vợ về thì em tính làm sao? Bây giờ vợ về thì về nấu cơ đó, anh ăn có việc gì thì giúp anh làm. Vợ có giúp được việc gì không? Hay được. Chỉ ở nhà? Giúp được mà. Giúp được cái gì? Đi các cụ, chàng cụ với chàng cọ cho hộ bà, chàng cọ làm bò. Làm được mà. Tóm lại là làm công việc nhà với lại đi cắt cỏ với đi làm nương. Có đi làm nương được không? Được mà. Thế... làm nương đi đường mà không biết tiền. Hả? Vợ... không biết tiền à? Vâng. Thì làm nương thì cần gì tiền? Đi làm nương thì cần gì tiền? Đi làm chỉ làm phát nương, phát cỏ, trồng ngô. À. Vợ làm được cái gì? Được mà. Động viên nhau mà làm thôi. Nếu mà bây giờ đã ở về thì nói thật là cuộc sống của em thì anh không can thiệp được. Hai vợ chồng là chưa có giấy đăng ký kết hôn đâu gì? Chưa. Là giấy đăng ký kết hôn thì cũng chưa đủ tuổi. Lâu là mới được 16 tuổi. Chắc chắn là chưa làm được giấy đăng ký kết hôn. Thế cái ngày về lấy nhau thì em chia sẻ lại đi, là đã cúng bái tổ tiên hay là đã làm cái sinh lễ gì chưa? Em đã mang cái gì cho bà ông bà ngoại nhá? Chưa mang cái gì à? Thế tại sao được lấy con gái họ về? Nhưng mà có một thằng đưa đi giúp nó thu ngô về nhà, nhưng mà thu xong thì thấy họ nó một câu thì ông ngại về bám bờ ấy rồi. À, em đi hộ nhà lầu thu ngô hay là như nào? Hộ nhà lầu thu ngô. Thế lầu đi hộ ai? À, nghĩa là đi nhà lầu á? Tại sao em quên? Nhưng mà họ nói có một thằng anh cho đưa anh đi hộ nó à, nghĩa là cùng một anh và cùng một anh đi ra nhà lầu hộ thu ngô đúng không? Đúng rồi. Tức có nghĩa là các bác ạ, duyên bén là bén như thế này, cùng một anh kia là gọi em đi hộ và, đúng không? Đúng rồi. Và hai anh em đến nhà lầu thu ngô và. Xong quá trình là lên rừng thu ngô với nhau đúng không? Đúng rồi. Thì là có một anh mách cho bố của lầu và là chắc là mách là hai đứa này là làm cái chuyện gì với nhau đúng không? Đúng rồi. Là thành ra là bố vợ là bắt em phải cưới lầu, phải lấy lầu và cũng không cần mang một cái gì đến cho ông bà ngoại. Không. Bình thường người ta cưới vợ mất 10 triệu, 20 triệu thì em mất bao nhiêu? Có mất tiền không? Có, nhưng mà và quả anh không đủ tuổi. Ba ngày không còn đợi lầu đủ tuổi 18 tuổi thì mới lấy. Ôi giời, đùa, nói thế cho vui thôi chứ thật sự là bây giờ lúc đấy là 15 tuổi đã trao cho em rồi thì còn đợi gì 18 tuổi đủ tuổi nữa. Đủ tuổi mới lấy. À, đủ tuổi mới lấy tiền gì? Vâng. Nghĩa là vẫn cho nợ. Vâng. Nợ bao nhiêu tiền? 15 triệu. Lấy vợ á? Và. 15 triệu. Và. Thế bây giờ không có 15 triệu là họ bố mẹ không cho lấy à? Và. Đúng không? Dạ. Bây giờ nhá, câu chuyện là đang hơi phức tạp một chút, chia sẻ lại ngắn gọn thế này. Tóm lại thì là bố của em lầu là chốt cho em lúa, bắt buộc là phải lấy lầu. Bởi vì là hai người đi thu ngô với nhau, có làm chuyện gì với nhau không? Không gì. Thế gọi là bị bắt ép lấy một cách vô duyên thế này á. Mà em vẫn lấy, chứng tỏ là cũng thích lầu ấy chứ. Cũng thích mà. Đấy, thế hôm nay mới chia sẻ một tí là cũng thích một tí thì mới lấy.
Thế trước sao chia sẻ mà không yêu nhau? Nhưng mà... Lấy về mình thích đúng không? Đó. Lấy về đến nhà mới thích mà. À, nói thẳng ra là lấy về đến nhà mới thích. Thì trước anh hỏi là không biết chia sẻ thế nào. Bảo là trước là cũng chưa có tình yêu. Các bác cũng phải thông cảm cho lũ em. Bởi vì cái diễn đạt bằng tiếng phổ thông của em là hơi kém. Nghĩa là không phải chắc có lẽ phải bảo chữa lại một tí cho em. Nó là em mà không có tình yêu là vì là cái lúc đi thu ngô với nhau thì còn chắc có lẽ còn chưa nói chuyện cơ. Nhưng mà chưa yêu nhau, chưa tìm hiểu với nhau đâu. Nhưng mà đột nhiên là bố vợ là thôi, lúa là phải lấy con gái của ông rồi. Thì là lúc đấy chưa yêu nhau và đến với nhau thì là thật là cái em muốn chia sẻ là như thế. Và về sau quá trình về với nhau, chung sống với nhau thì mới có tình cảm đúng không? Đúng rồi. Đấy, phải nói như thế chứ. Vừa rồi là chắc có lẽ là con mất thì là cũng buồn nữa, cũng giận vợ nữa. Bởi vì vợ mà con mất thì chia sẻ nói thẳng ra là không có tình yêu với vợ. Bởi vì anh đi thì anh sẽ nhìn vào anh biết mà. Đi và anh tìm hiểu câu chuyện thì anh sẽ biết. Chẳng qua là anh không nói ra. Ngày hôm nay thấy vợ em về và thấy em vui vẻ như thế thì anh mới khai thác sâu hơn vào cái nội tâm của em. Và không phải chỉ riêng anh, tất cả những khán giả đang xem và quan tâm ủng hộ thì các bác xem rất kỹ, các bác không tua, không có gọi là xem video một cách là hời hợt đâu, các bác để ý hết. Nên là kể cả Khâm nói ra câu từ bao giờ không thì Khâm phải rất là để ý, rất là sợ nói sai không đúng và động chạm lắm đấy. Xong nhiều bác bảo Khâm khai thác sâu vào chuyện đời tư của người ta, thực ra là Khâm tìm hiểu để cho phục vụ khán giả của Khâm, để khán giả của Khâm biết được đấy. Còn nếu mà các bác chê trách và soi mói Khâm là đi sâu vào đời tư của người ta, tìm hiểu moi móc của người ta thì thực sự là các bác ấy chưa tìm hiểu hết và chưa xem hết những cái video về Khâm chia sẻ cho lúa em hay bất kỳ bậc hoặc các hoàn cảnh khác. Đấy, thì nếu mà các bác đã không thấy thiện cảm thì rất mong cô bác anh chị thông cảm và có thể tắt đi và hoặc là chuyển sang những kênh khác mình xem vui hơn. Khâm làm vì cái khán giả của Khâm và câu chuyện Khâm chia sẻ thì Khâm tin rằng là rất nhiều cô bác anh chị khán giả cũng muốn biết, cũng muốn đi sâu vào đấy, thì Khâm mới đi sâu vào tôi và Khâm đi sâu vào đời tư của em. Khâm cũng rất tôn trọng và Khâm không có làm gì là sai, Khâm không có bêu rếu là Khâm khơi ra để làm trò đùa, trò vui cho tất cả mọi người. Khâm khơi ra để mọi người đồng cảm và mọi người hiểu hơn về gia đình em lúa rất là khó khăn như thế này, thế thôi. Đấy, nên là cô bác nào chưa hiểu thì mong cô bác xem lại những video về trước đó. Đấy, đấy là về cái câu chuyện đời tư của em lúa như thế. Ngày hôm nay thì anh cũng mới biết thêm đấy. Hôm nay là vợ về trong tình trạng rất là bất ngờ, thế cho nên là cảm xúc không che giấu được các bác ạ. Từ nãy đến giờ là mặt cứ tươi tươi là mình biết rồi. Đấy, vợ là không nói rồi, vợ lúc nào cũng tươi. Bỏ đi một tháng đi nhỉ. Bỏ đi một tháng về ngoại, em lúa không dám về đón. Mặc dù là cũng có điện báo từ bố mẹ ngoại rồi đấy, về thì sợ bị bố đánh. Nhưng về nếu mà về khả năng bị ăn đòn cao không? Không hiểu lắm. Ý anh là nếu mà về lại có sợ bị bố đánh không? Anh cũng sợ mà. Cũng sợ đúng không? Bởi vì là dính rồi, mồm rách hết rồi các bác ạ. Nay cả trên tận này là cũng dám. Thì các bác chia sẻ đấy, lần sau mà bị thì cái đầu tiên là em phải biết bảo vệ bản thân mình đó. Chạy đi, theo cách của anh là chạy. Không thế đâu. Tầm này ai đánh mình chạy được thì chạy, còn không chạy được nữa thì phải phản kháng lại để bảo vệ bản thân mình, hiểu chưa? Người ta nói dĩ hòa vi quý, người ta đã say rượu, người ta đã xô xát mình thì thôi, tốt nhất mình để cho mọi chuyện được êm đẹp thì cứ chạy đi. Đấy, chứ đừng nghĩ là, chứ đừng có, mình cũng không thể hùng hổ lên được. Hùng hổ lên gọi là bước đường cùng rồi, lúc đấy là phải không có cách nào khác rồi, phải tự vệ chính đáng mọi thứ. Cái đấy là cái anh nhắc em, nếu mà có lần sau. Đấy. Sau khi chạy được thì báo lên trưởng thôn, công an xã, công an xóm thì người ta vào cuộc giải quyết nhé. Bây giờ có pháp luật đằng sau mà. Em thì chắc em không hiểu, vợ chồng em không hiểu pháp luật đâu. Vợ chồng em thì nói thẳng là các bác là ở trên vùng cao thì ít ít người dân là
hiểu được cái pháp luật đang bảo vệ mình. Nên là anh dặn như thế. Nếu có lần sau như thế, không phải riêng bố vợ đâu, bất kỳ ra đường hay là như là người ta say rượu, người ta đánh đập hay là người ta muốn xâm hại đến mình ấy, thì phải biết bảo vệ bản thân mình đầu tiên. Mình phải còn lành lặn, mình phải còn sống khỏe mạnh thì mình mới làm được cái việc khác. Đấy, sau khi như thế báo công an xóm chẳng hạn, công an xã, chính quyền địa phương, không thì gọi điện thoại cho anh Khâm nhé. Anh Khâm thì không giúp được luôn đâu, nhưng mà anh Khâm sẽ có hướng hỗ trợ, hiểu chưa? Hiểu. Chứ không để người ta đánh vỡ cả mồm như thế này được nhé. Chẳng may người ta đập vào mắt hay đập vào chỗ nào mù hết mắt, chết chở cuộc đời em là đi xuống luôn đấy, hiểu chưa? Đấy, thì bây giờ vợ về rồi thì là hai vợ chồng thì như em bảo ấy, thì là để vợ làm công việc nhà ấy gì. Đấy, bây giờ cũng muốn vợ về thôi gì. Cũng muốn vợ ở với vợ thôi gì. Muốn vợ về nhà làm công việc nhà, nhưng mà có việc khác thì em đi làm việc khác. Bây giờ đây là cũng phải nói thật với các bác là cái căn nhà này phải thế chấp cái khoản nợ 26 triệu còn lại ấy. Nếu mà không em lúa mà không trả được thì người ta về lấy nhà. Chú Lệnh thì bảo lấy đất đúng không? Đúng rồi. Nói thẳng ra là lấy đất thì khác gì bảo luôn lấy nhà. Chẳng nhẽ ông bắt người ta bê cái nhà này đi chỗ khác để ông lấy mảnh đất này à? Đấy. Và em lúa không ở nhà, trong nhà thì sợ là người ta vào là người ta bảo là lấy cớ bảo là lúa em chạy nợ rồi. Bây giờ là tôi liên lạc không được là tôi phải về. Như cái thỏa thuận ban đầu là tôi về lấy cái mảnh đất này tôi sẽ cắm, cầm cố. Đấy. Thì rất là sợ. Bởi vì mình nợ người ta là chính đáng. Ngày trước nợ là viết giấy đúng không? Đúng. Viết giấy là thế chấp cái đất này đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế các bác, người ta có giấy tờ, người ta có quyền làm. Thì bây giờ là cái mong muốn là vợ về để cho vợ làm việc nhà, vợ ở trong nhà đúng không? Đúng rồi. Thì em đi làm trả nợ. À. Được rồi, thì đấy, phải có người ở nhà thì kể cả chú Lành chú có đến thì bảo là vợ bảo là em đi làm. Đấy, vợ em đi làm kiếm tiền. Đấy, cái đấy là cái mà các bác có thể hiểu sâu hơn, chứ không phải là không có vợ thì cũng đốt thôi. Còn bố vợ thì chắc có lẽ lại công cuộc nào đó. Bố mà lên đây thì gọi anh lên nói chuyện, nhưng anh xem bố vợ em như nào. Chắc say rượu vào mới hổ báo thôi đúng không? Dạ. Lúc bình thường, lúc tỉnh rượu có dám nói gì không? Không có đâu mà. Đấy, con người nó mượn rượu mà. Mượn rượu mà thể hiện cái tính cách giang hồ ra, mượn rượu hết. Đấy, thì lúc nào mà nếu mà hàn gắn được thì là câu chuyện gia đình em thôi. Còn anh lên thì không để... Anh không dám chia tách được như nào. Hay là anh lên anh không dám góp ý. Bởi vì các bác góp ý rất nhiều. Các bác bỏ lúa, bỏ vợ đi, không được gọi vợ về, không được đón vợ về. Bây giờ vợ tự về thì biết làm sao. Căn nhà ở 2 năm rồi, chung sống 2 năm rồi. Với nhau thì đến thời điểm hiện tại là kể cả không có tình yêu nhưng sẽ có cái tình nghĩa vợ chồng với nhau. Đấy. Bây giờ nhá, cũng phải nghiêm túc lại, cũng phải bàn bạc lại. Bây giờ là em có dự định sinh con sinh cái gì tiếp không? Thở dài à? Bây giờ là có muốn sinh con không? Không muốn sinh con gì? Lý do tại sao? Sợ anh đi làm thuê cái tiền, sợ như con từng đó. Như sợ như đứa đầu đúng không? À. Đấy, đứa đầu các bác biết rồi đấy. Một câu chuyện rất là buồn, rất là lấy đi nhiều nước mắt của gia đình, cũng như là thậm chí là những khán giả xem lấy đi nhiều nước mắt đấy. Đấy, bây giờ em nhận thức được rằng là em đẻ thì bắt buộc là một vòng xoáy mới. Một vòng xoáy mới, em lầu là sẵn là như thế rồi. Thần kinh thì cũng không phải là thần kinh mà là không chỉ dám phán đoán rằng là đầu óc có vấn đề một chút. Đấy, em vẫn nấu được cơm chưa?
Được. Xem cơm là có biết nấu cơm như nào không, lại cãi nhau lại về ngoài hoặc nấu cơm tiếp thì mệt lắm. Đâu nào? Đâu, xem nào, mở ra xem nào, nóng ấy. À, hiện tại đây. Bây giờ là cơm nước rồi, cứ để như này thôi đúng không? Được rồi, cứ nấu đi, nấu tiếp đi. Tí nữa nấu rau gì trứng thì rán lên. Vâng. Đấy. Biết nấu cơm cho chồng là được, về là lấy lòng chồng luôn, nấu cơm luôn. Chắc là về báo cáo chồng là ô, anh ơi em về nhà ngoại nấu được cơm rồi, nấu được cơm ngon mới trở về. Thật sự là ngồi đi, ngồi nói chuyện thêm một tí nữa đi rồi là anh cũng đi về rồi, trưa nay là cũng muộn lắm rồi. Đấy, thì bởi vì là vợ em lúa lên thì không lại phải ghi hình thêm một cái video nữa để cho các bác xem, và cũng như là cảm xúc của lúa em cái ngày mà vợ về trong cái tình trạng rất là bất ngờ. Về hỏi vợ về từ 4 giờ sáng. Thế thử hỏi vợ xem tại sao không dám vào nhà. Nói tiện tính mong hỏi đi. Ăn là tận nó há. Mà giá chỉ lọt tre nè. Mà giá chỉ lọt tre. Mà giá chỉ lọt tre. Xe á. Xe chú lúa mà. Mà giá chỉ lọt. Lo gì lo tre là nhó là ke á chị. Vợ bảo là vợ về vào nhà thì vợ sợ em đánh. Sợ em đánh á? Thế em từ trước đến giờ em đánh vợ bao giờ chưa? Chưa. Thế chưa đánh vợ thế đánh á? Thế ý là tự bỏ đi là tự biết lỗi rồi đúng không? Vâng. Tự bỏ đi về là tự biết lỗi là tự sợ. Là chưa đánh một tí đấy. Chưa đánh đâu mà. Chưa đánh bao giờ. Và. Khẳng định là như thế nhá. Và. Chia sẻ lên thì ai cũng biết mà, chứ không dám nói dối, kể cả anh lúa anh thế thôi. Nhiều khi chia sẻ những câu chuyện gia đình không phải nhấn mạnh luôn là đừng có dám nói linh tinh nhá. Bao nhiêu người xem, hàng xóm trên nhà bao nhiêu người xem được hết. Người ta biết, người ta bảo lúa nói dối thì là biết ngay nhá. Em cũng thật thà, yên tâm. Đánh thì là như anh nói đấy, bây giờ đánh nhau giải quyết được cái gì. Vợ em này nó có muốn như thế đâu. Đấy, bây giờ là chuyện buồn, những cái chuyện buồn qua rồi về. Nhưng mà phải dặn vợ nhé. Đấy, nhà cửa bây giờ về là quét dọn thường xuyên. Hiểu chưa? Nấu cơm, giặt quần áo. Có một người phụ cho thì vẫn tốt hơn. Còn các bác xem được video này, không biết là các bác có những cái ý kiến góp ý như nào. Nhưng mà các bác hãy xem và cho ý kiến cho Khâm thôi. Khâm thì Khâm là người đi quay ghi hình, Khâm không để can thiệp vào cuộc sống của lúa em được. Bây giờ hai người đang có tình cảm, chẳng nhẽ Khâm lại góp ý bảo là lúa nên bỏ vợ, hay là lúa nên lấy vợ mới, hay là bố vợ thế này thế kia không tốt thì lúa phải thế này. Không được phép làm điều đấy. Đấy, nhiều người thì cũng góp ý đấy, nhưng mà Khâm chỉ chia sẻ thôi. Chia sẻ đến đâu thì Khâm sẽ tiếp tục chia sẻ, và hai vợ chồng có đi đến đâu được thì Khâm vẫn ủng hộ và động viên thôi nhé. Kể cả em với vợ như thế nào thì anh vẫn ủng hộ. Còn nãy anh mới hỏi đấy, thì là có đẻ hay không ấy, thì cái đấy anh rất là khó xử cho em ấy, quan ngại cho em ấy. Bởi vì sợ đẻ ra một vòng xoáy mới, sợ lại dính vết xe đổ cũ như ban đầu. Tóm lại bây giờ nhé, có muốn đẻ thì đấy là câu chuyện gia đình em thôi. Bây giờ ở với nhau này, biện pháp không có rồi, là yêu thương nhau lâu ngày không gặp rất là dễ, chuyện vợ chồng nó rất là dễ, kể lại rất là dễ, để mà nói thẳng là dễ có con lắm. Thật sự là như thế, là anh cũng phải nói trước, kể cả muốn đẻ đi chăng nữa thì cũng phải nán lại nhá. Đi làm trả nợ đó. Rồi sau này em không có một bất kỳ cái lo lắng về nợ nần, thì lúc đấy em đẻ ra và hai vợ chồng ở nhà làm nương làm rẫy thì em chăm được con em. Đấy, các bác lúa em thì rất là khổ rồi, bây giờ nó lấy vợ hai chả có tiền mà lấy đâu. Khó lắm. Bây giờ em thích là em lấy đâu bây giờ. Nếu mà các bạn được các bác hỗ trợ nhà cửa tất cả mọi thứ gọi là cơ bản như kiểu lúa anh hay là em Vân thứ mọi người biết, thì may ra là có người để ý đến. Chứ bây giờ là ở căn nhà lại còn đang phải thế chấp này, nhà sắp rột nát này, rồi là bố mẹ không có, em nghĩ là lấy đâu ra được vợ hai. Điều so với hiện tại thì
quan điểm lúc đầu là không muốn lấy vợ hai đâu, đúng không? Vợ một còn chưa xong. Thế bây giờ thì chắc là cũng không biết chia sẻ động viên gì nữa đâu. Hai vợ chồng về thì tự bảo ban nhau thôi. Rồi đừng có cãi nhau rồi là tí tí lại bỏ đi. Mất việc lắm. Vợ về thì vui như thế là cũng được rồi. Đấy. Bây giờ là lâu rồi chưa ăn cơm một bữa với nhau thì nấu cơm ăn đi. Nhá. Vâng. Đấy. Không sẽ tiếp tục chia sẻ về câu chuyện của hai vợ chồng cho các bác xem. Mong các bác anh chị xem có những góp ý nhẹ nhàng để cho anh em mình, anh em cháu Khâm tiếp tục là chia sẻ và động viên gia đình thôi. Chứ còn bây giờ là vợ em ấy về thì không biết phải nói thế nào. Nói thẳng ra là cũng bất ngờ, lúa cũng bất ngờ. Vậy và trên tinh thần là video hôm nay là cũng chưa có chuẩn bị sẵn như nào và gặp và mình quay thế thôi. Đấy. Thì gọi là báo cáo là lúa vợ à, lúa đã vợ em lúa đã về thế thôi, bây giờ nấu cơm với nhau ăn nhá. Muộn rồi thì anh cũng không ở lại làm phiền hai vợ chồng nữa. Nói chuyện tâm sự với nhau thế nào thì là chuyện hai vợ chồng thôi nhé. Đấy, không yêu nhau nhưng mà thành ra gặp nhau là ai cũng vui thì cũng biết rồi. Có tình cảm đấy, không phải không có đâu nhé. Đấy, nãy anh bảo đấy, nếu mà muốn đẻ thì lại nán lại, trả xong nợ rồi sau này đẻ, em chăm cả con cả vợ. Đến khi nào con em biết đi, biết nói, nó còn mất khoảng 2 năm, 3 năm. Thì lúc đấy mới yên tâm được. Đấy, hiểu không? Hiểu. Chứ còn bây giờ em đẻ ra đợi như đợt trước đi Hải Phòng, đi làm việc trả nợ, áp lực công việc, áp lực tài chính trả nợ, thì thành ra lại nhiều câu chuyện buồn xảy ra. Đấy, anh chỉ muốn hướng đi thôi. Nếu mà cô ba anh chị có xem được video này và đồng cảm với lũ em thì cũng rất mong là sẽ có những cái khoản trợ duyên để em đi trả cái gánh nặng, cái nợ, để cho ở cái nền nhà này được yên ổn. Thì cái lúc đấy thì cả vợ chồng em có con có cái và làm công việc trên nương trên dãy đủ ăn đủ sống thôi, là anh cũng không dám can thiệp vào cuộc đời của hai vợ chồng nữa. Đấy, mỗi người có một quan điểm sống, mỗi người có một tình cảm cho nhau. Thì cũng chúc cho hai vợ chồng là hòa thuận với nhau thôi nhé. Bây giờ không biết làm sao, vợ về rồi thì chẳng lẽ không cho vợ vào thế thôi. Nấu cơm với vợ ăn đi nhá. Đấy, cố gắng ghi hình lại một video cho cô bác anh chị cùng xem thôi. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Không xin phép khép lại cái video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.